mình chính thức triển khai một cái dữ bộ điểm. Các bạn có thấy cái tốc độ cao của mình không? Khi mình có tấn chứng hay thì cái tốc này thì bắt sáng đó nha. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Lương Giang, là team member của team New World Việt Trì. Hôm nay mình casting cho vị trí Marcos. Khi đóng vai trò Marcos thì các bạn không nên làm những điều sau đây. Thứ nhất là không được làm bẩn và làm mất những dụng cụ của Marcos. Thứ hai là trong quá trình tương tác với các bé, chúng ta không nên làm rơi các bộ phận của cơ thể Marcos, đặc biệt là đầu của Marcos. Thứ ba là khi chơi với các bé, chúng ta không nên làm những động tác mạnh với các bé. Và quan trọng là không nên bế các bé lên, vì như vậy là sẽ rất nguy hiểm cho các bé. Và điều cuối cùng là chúng ta không nên thể hiện tinh thần mệt mỏi, uể oải và kém năng động ra ngoài Marcos. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào.